Tranh từ hoa, lá khô vốn không còn xa lạ trên thị trường thủ công mỹ nghệ, nhưng những sản phẩm làm từ các loại phế phẩm nông nghiệp như vỏ ngô lại khá hiếm, nên nhanh chóng nhận được sự yêu thích của nhiều du khách. Các phế phẩm bỏ đi từ cây ngô sau thu hoạch sẽ được mang về, rửa sạch phơi khô tự nhiên trong vòng 3 năm và xử lý chống mục. Sau đó chúng sẽ được kết thành những đóa hồng, chiếc kẹp tóc, ghim cài áo hoặc những bức tranh sang trọng. Với một cái tiêu chí đó là cái sứ mạng lan tỏa về những sản phẩm thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó thì sử dụng những nguyên liệu rất là gần gũi, ví dụ như là vỏ bắp, lá buông, để qua cái quá trình sáng tạo của người nghệ nhân có thể tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, rất là thông thuộc với tự nhiên và làm tôn lên cái nét đẹp trong cái một cái không gian hiện đại. Vỏ ngô có nhiều ưu điểm nổi bật hơn một số loại lá cây khác như có độ dẻo dai hiếm thấy, sợi gân thẳng, mỏng manh, trong suốt và đặc biệt có thể giữ được màu xanh tự nhiên khi trái ngô còn non. Để nâng tầm giá trị sản phẩm cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm từ vỏ ngô hiện được phát triển đa dạng hơn khi kết hợp với bình gốm để tôn lên chất mộc vốn có. Ngoài ra nón hoặc ảnh kết hợp với hoa cũng là những sản phẩm được nhiều khách hàng đặt mua. Quý khán giả mua gì ở đâu có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm độc đáo khác tại địa chỉ fanpage Thủ công mỹ nghệ Hoàng Cung.